Một chiếc cái kính tủ áo được làm như thế nào? Anh em cùng xem nhá. Đầu tiên chúng ta phải cắt thanh nhôm theo kích thước yêu cầu. Ok, cắt xong thì chúng ta sẽ mang đi là gia công lỗ khe góc và đục lỗ bản lề. Ok, sau khi gia công nhôm xong thì chúng ta sẽ được những thanh nhôm như thế này, đã được đục lỗ khe góc và phanh lỗ bản lề. Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị thêm là kính, cái khe góc và những cái đinh vít và cái súng bắn vít này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho khe góc vào hai cái thanh ngang trước, vít nó lại, vít này thì cũng vít nòng nòng thôi. Vít khe xong chúng ta sẽ được hai thanh ngắn như này. Đó, và việc tiếp theo là chúng ta sẽ đi keo. Đi keo là anh em đi đi ít thôi nhanh nhé, vừa đủ thôi, đừng nhiều quá. Nhiều quá thì là khi vào kính nó sẽ bị phè, keo ra rất là xấu và chúng ta sẽ phải làm lại. Khi đi keo xong thì chúng ta sẽ vào kính nhé. Vào kính thì anh em lưu ý là để cái kính này nó sẽ cao hơn cái mặt bàn này thì dễ vào hơn này. À, chúng ta sẽ ốp hai cái thanh dài vào kính trước. Sau đó sẽ ốp cái thanh ngắn vào. Ok, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được chiếc cánh như thế này. Anh em thấy thế nào? Rất đơn giản phải không? Video tiếp theo thì Cường sẽ chia sẻ cho anh em cách để làm một cái chiếc đợt rượu như thế này. Anh em có bất cứ cái câu hỏi gì về nhôm, cánh kính thì có thể là để lại ý kiến nhá.